Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Góc nhìn khán giả của kênh VTC14 ngày hôm nay xin được bắt đầu với phần điểm những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường tại thành phố Thanh Hóa bị ngập nặng. Phản ánh của khán giả bàn A Sơn có địa chỉ tại thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Thành phố Hồ Chí Minh thi công cầu vượt gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Phản ánh của khán giả Phạm Trương Khởi ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cầu không có lan can, tiềm ẩn tai nạn giao thông. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội ở phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Đầu tư hơn 100 tỷ đồng, bến xe vẫn bỏ hoang. Phản ánh của khán giả Lê Đình Cường ở huyện Hòa Phước, thành phố Đà Nẵng. Người dân tại thành phố Hồ Chí Minh khốn khổ vì muỗi xuất hiện dày đặc. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thu Uyên ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Gia quân cưỡng chế các công trình vi phạm tại xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979 3 số cuối 687. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, khán giả bàn A Sơn có địa chỉ tại thôn 5, xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa phản ánh. Vào chiều ngày 10 tháng 5, một cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa bị ngập nặng. Trên nhiều tuyến đường, người dân phải lội bì bõm, xe chết máy hàng loạt. Một số cột điện cùng nhiều cây xanh cũng đã bị gió quật ngã. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh do khán giả bàn A Sơn đã gửi về chương trình. Hình ảnh này được khán giả bàn A Sơn ghi lại vào chiều ngày 10 tháng 5 trên đường Bà Triệu, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Sau cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ, tình hình giao thông trên tuyến đường này rất lộn xộn. Người tham gia giao thông gặp nhiều khó khăn. Trên một số tuyến phố tại làn đường dành cho xe máy, nước ngập sâu, có đoạn ngập đến 50cm khiến cho các phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt xe lội bì bõm trong nước. Một số cột điện cùng nhiều cây xanh cũng đã bị gió quật ngã. Lực lượng cảnh sát ngay lập tức đã có mặt để điều tiết giao thông và bên điện lực cũng đã cử người tới các tuyến đường bị mất điện do cây đổ để hỗ trợ cho người dân.
Theo phản ánh của khán giả bản A Sơn, thì đây không phải là lần đầu tiên thành phố Thanh Hóa bị ngập nặng sau một trận mưa không quá lớn. Gần đây nhất là vào ngày 6 tháng 5, một cơn dông kèm theo gió lốc xảy ra trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, khiến một số nhà dân bị tốc mái, cây xanh bung gốc gãy cành. Mưa lớn cũng đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu trong nước, phương tiện giao thông qua lại vô cùng khó khăn. Gửi clip phản ánh đến chương trình, khán giả bản A Sơn rất mong các ban ngành có liên quan cần sớm có công tác chuẩn bị, có biện pháp tốt hơn cho hệ thống thoát nước tránh ngập lụt, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần. Thưa quý vị, trong một thời gian gần đây, thì đường dây nóng 0904-881414 của chương trình Góc nhìn khán giả đã nhận được khá nhiều phản ánh của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh về việc cầu vượt thép tại nút giao thông Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn xây dựng nhưng đã gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực này. Và việc này gây ảnh hưởng khá lớn đến cuộc sống của người dân xung quanh cũng như những người thường xuyên phải lưu thông qua nút giao thông này. Và để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với clip phản ánh của khán giả Phạm Trương Khởi ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã gửi về chương trình. Cầu vượt thép tại nút giao thông Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những hình ảnh thường thấy vào giờ cao điểm mỗi ngày. Không chỉ nút giao thông Cộng Hòa Hoàng Hoa Thám, mà những tuyến đường xung quanh như Tân Hải, ấp Bắc cũng trong tình trạng ùn ứ nghiêm trọng. Do ùn tắc quá lâu, nhiều người đã chọn những đường tắt xung quanh để di chuyển, nhưng tình hình cũng không khả quan hơn. Vỉa hè khá rộng rãi cũng được người tham gia giao thông tận dụng làm đường giao thông. Kẻ đi xuôi, người đi ngường, người người chen nhau từng chút một, giao thông thường xuyên hỗn loạn. Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông đã cố gắng hướng dẫn các phương tiện lưu thông, nhưng tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra. Đỉnh điểm là khoảng 5 giờ chiều mỗi ngày, lượng xe di chuyển đến khu vực này khá lớn, khiến việc phân luồng của cảnh sát giao thông dường như bế tắc. Một số người dân cũng xuống đường điều tiết giao thông, giúp lực lượng công an, nhưng tình trạng ùn tắc vẫn thường xuyên diễn ra. Theo phản ánh của khán giả Phạm Trương Khởi, thì vào giờ cao điểm của buổi sáng, ước tính có hàng ngàn lượt phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút tại nút giao thông Cộng Hòa, Hoàng Hoa Thám tại quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều người phải chạy xe leo lên vỉa hè để tìm lối đi. Trong khi đó, các tuyến đường trong khu vực kết nối nút giao thông này cũng xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài. Có những hôm, anh Khởi phải mất gần nửa tiếng đồng hồ mới vượt qua khu vực này, dù đoạn đường chưa đầy 500 mét. Anh Khởi cũng cho biết, kể từ khi có công trình thi công cầu vượt bằng thép lắp ghép tại vòng xoay Cộng Hòa, thì khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông. Lượng phương tiện qua đây nhiều, trong khi mặt đường thì bị thu hẹp do rào chắn, đã khiến cho tình trạng giao thông tại đây luôn trong tình trạng quá tải. Thưa quý vị, khán giả Vũ Văn Hội ở phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa phản ánh. Tại xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, có một cây cầu không có lan can. Đặc biệt là một phía đầu cầu là dốc, quanh co, cầu lại bắc qua sông, tiềm ẩn tai nạn là rất lớn. Đây là cây cầu Suối Dầu thuộc địa phận xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa, nằm trên tuyến huyết mạch của xã. Cây cầu này nối xã Suối Cá với quốc lộ 1A, nơi có lượng giao thông qua lại tương đối lớn. Tuy nhiên, mỗi ngày, hàng trăm người dân lưu thông qua lại cây cầu này luôn phải đối mặt với nguy hiểm trực chờ, bởi cây cầu này không có lan can. Trong khi một phía đầu cầu là dốc, quanh co, cầu lại bắc qua sông, hai bên thành cầu chỉ được chặn bởi những thanh bê tông cao chừng 10 cm.
Theo phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội, thì tình trạng cầu Suối Dầu không có lan can đã tồn tại hơn 10 năm qua. Nguy hiểm nhất là ở đầu cầu lại là đoạn cua ngoặt khiến các loại xe hai bánh khi đánh cua để chạy lên cầu thường bị mất lái. Bánh xe chạy sát mép cầu tiềm ẩn tai nạn giao thông, nhất là vào ban đêm. Đã có nhiều trường hợp bị rơi xuống cầu và bị thương nặng, trong đó có trường hợp bị nước cuốn trôi xe. Gửi phản ánh về chương trình, khán giả Vũ Văn Hội đã kiến nghị, cụ thể là Ủy ban nhân dân xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cần sớm có những biện pháp khắc phục sửa chữa cây cầu này để đảm bảo an toàn cho người dân mỗi khi lưu thông qua đây. Thưa quý vị, trong khi các bến xe, đơn vị vận tải, khách các tuyến vào Nam phải tăng cường số lượng xe phục vụ hành khách, thì tại bến xe liên tỉnh phía Nam, thành phố Đà Nẵng, hơn 8 tháng nay, kể từ ngày đi vào hoạt động lại chịu cảnh điều hưu, gây lãng phí. Và để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với phản ánh của khán giả Lê Đình Cường ở huyện Hòa Phước, thành phố Đà Nẵng, có số điện thoại 0977, 3 số cuối là 147. Bến xe khách liên tỉnh phía Nam thành phố Đà Nẵng nằm bên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Được khánh thành đưa vào hoạt động ngày 24 tháng 9 năm 2012, thế nhưng đã hơn 8 tháng đưa vào hoạt động, nơi đây vẫn chưa có một chiếc xe khách nào lai vãng. Công trình đồ sộ rơi vào cảnh hoang vu, nhân viên phục vụ phải nghỉ việc, chỉ còn lơ thơ vài bóng người bảo vệ. Mọi biện pháp nỗ lực của nhà đầu tư cũng không thể lôi kéo được chiếc xe nào vào bến. Cách đó gần 20 km, bến xe trung tâm Đà Nẵng lại đang ở trong tình trạng quá tải. Do cơ sở vật chất hạn chế, cũ kỹ, mỗi ngày hàng ngàn lượt xe đi các tỉnh phía Bắc và cả phía Nam ra vào, gây nên tình trạng lộn xộn, nhếch nhác. Thưa quý vị, theo quy hoạch của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, bến xe khách liên tỉnh phía Nam Đà Nẵng được khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 2011 và được khánh thành đưa vào sử dụng giai đoạn 1 vào tháng 9 năm 2012 với tổng kinh phí hơn 135 tỷ đồng do tập đoàn Đức Long Gia Lai làm chủ đầu tư. Bến xe này được trang bị cơ sở vật chất hiện đại nhằm giảm tải cho bến xe trung tâm thành phố. Tuy nhiên thì cho đến nay, bến xe này gần như đã bị bỏ hoang bởi không có hoạt động vận tải nào diễn ra tại đây. Dù chủ đầu tư đã nỗ lực và dùng nhiều biện pháp thu hút xe vào bến. Trong khi đó, thì dọc các tuyến đường như Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, quốc lộ 1A, hành khách vẫn tập trung đón xe, nhất là vào dịp cận Tết. Do vào bến khó khăn và phức tạp, nên nhiều người đã tìm đến xe dù, tạo điều kiện hình thành những bến cóc. Hiện tượng xe dù, bến cóc, quần đảo nhiều vòng để bắt khách lòng vòng hiện vẫn diễn ra hàng ngày tại thành phố Đà Nẵng. Theo ý kiến chủ quan của khán giả Lê Đình Cường, thì nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do nhiều yếu tố. Đầu tiên là phải kể đến là do mặt tiền phía trước của bến xe chưa được thông thoáng, nên ảnh hưởng đến việc quảng bá thương hiệu cho người dân và các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải được biết. Song điều quan trọng hơn cả là vị trí bến xe ở xa trung tâm thành phố, dân cư thì ít, không thu hút hành khách di chuyển về bến xe, nên không hấp dẫn các doanh nghiệp vận tải vào đăng ký khai thác tuyến cố định. Vì vậy, theo anh Cường, nếu đưa xe vào bến xe phía Nam mà không có khách, thì các doanh nghiệp vận tải sẽ lỗ dẫn đến việc phá sản. Vì vậy, họ đã không cho xe vào bến này. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Lê Đình Cường kiến nghị các đơn vị liên quan cần có những biện pháp xử lý tình trạng trên, tránh gây lãng phí tiền của nhà nước, cũng như giúp dẹp bỏ những điểm xe dù bến cóc hiện nay vẫn tồn tại trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Thưa quý vị và các bạn, vào thời gian gần đây, muỗi xuất hiện dày đặc tại nhiều khu dân cư ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là cứ đêm xuống là người dân đứng ngồi không yên khi muỗi bay khắp nhà. Việc muỗi xuất hiện nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và khiến cho họ lo sợ dịch sốt xuất huyết tái phát. Đây là nội dung phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thu Uyên ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip này. Đây, những ngày này đi dọc nhiều tuyến kênh rạch trên địa bàn quận 12 Bình Thạnh, Tân Bình, Bình Tân, đầu đầu cũng nghe tiếng nổ lách tách của vườn muỗi. Nhiều nhà dân phải dùng thuốc xịt muỗi hoặc đốt rác hun khói đuổi muỗi. Bên mâm cơm tối của nhiều gia đình có thêm cả hương muỗi nhưng cũng chẳng ăn thua. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là lục bình đang phát triển dày đặc tại hàng chục tuyến kênh rạch.
lục bình khiến các dòng nước ứ đọng, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản. Theo phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thu Uyên, thì muỗi bắt đầu xuất hiện nhiều từ đầu năm 2013. Nhưng vào thời gian gần đây, muỗi xuất hiện dày đặc ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Trong thư gửi về chương trình, chị Uyên có chia sẻ như sau. Cứ đến chiều tối là từng đàn muỗi không biết từ đâu ao ao tấn công mọi người trong nhà. Ngồi một chỗ, chúng bu lại, đập chỗ này thì chúng bu chỗ kia. Ngồi đọc báo hay nói chuyện thì bị cắn, trẻ con bị ngứa gãi liên tục. Thậm chí nhiều lúc muỗi bay như ong vỡ tổ, dùng bình xịt muỗi cũng không thể tiêu diệt được hết. Ban đêm ngủ, mọi người đều phải treo màn. Còn khi xem TV vẫn phải mặc áo dài tay, mang tất để tránh muỗi. Chị Uyên cũng cho biết thêm, nguyên nhân khiến muỗi xuất hiện dày đặc là do hiện nay, kênh Tham Lương đoạn chảy qua quận Tân Bình, Tân Phú đang bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng. Nhiều nơi trên kênh, cỏ mọc đầy lục bình, cỏ dại, rác thải phủ kín cả đoạn kênh. Trên mặt kênh những đoạn cạn nước, muỗi đậu từng đàn dày đặc. Đây là một điều kiện rất lý tưởng để muỗi có thể sinh sôi nảy nở. Để bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh cho người dân, chị Thu Uyên cùng những người dân nơi này đã kiến nghị chính quyền sở tại cùng những ban ngành liên quan sớm có những biện pháp vớt lục bình, khơi thông dòng chảy để muỗi không còn điều kiện để phát triển. Bên cạnh đó cũng cần có những giải pháp để ngăn chặn không cho lục bình trôi vào kênh để dịch muỗi được chấm dứt một cách triệt để. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 10 tháng 5, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cưỡng chế, phá dỡ các công trình, nhà cửa xây dựng vi phạm quy hoạch sai mục đích sử dụng đất của 57 hộ dân ở các thôn như Trường Sơn và thôn Tân Phong, xã Kỳ Thịnh. Một số hình ảnh về cuộc cưỡng chế này đã được khán giả Trần Mạnh Hải từ đối số điện thoại 0979, 3 số cuối là 687 đã gửi về chương trình. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Như chúng ta đã biết thì cái tình hình xây dựng cơi nới trái phép trên địa bàn các xã nằm trong khu kinh tế Vũng Áng nói chung và xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, đã có hàng trăm hộ dân ồ ạt xây dựng trái phép nhà cửa và các công trình trên những vùng đất đã được quy hoạch, đất sản xuất nông nghiệp, làm sai mục đích sử dụng đất. Hiện nay, tại các thôn Trường Sơn và thôn Tân Phong ở xã Kỳ Thịnh, có 57 hộ dân xây dựng trái phép 68 công trình. Hầu hết các nhà xây này không phải để phục vụ mục đích sinh sống, mà chờ tiền đền bù của nhà nước. Theo thông tin mà khán giả Trần Mạnh Hải cung cấp cho chương trình, thì mặc dù huyện Kỳ Anh cũng như chính quyền xã Kỳ Thịnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời đình chỉ lập biên bản, vận động bà con nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác xây dựng, di rời, đền bù ở những vùng đất đã quy hoạch, đất sản xuất nông nghiệp, nhưng người dân vẫn không chấp hành. Trước khi tiến hành cưỡng chế, huyện Kỳ Anh và chính quyền xã Kỳ Thịnh đã có công văn yêu cầu người dân phải tự tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép. Tuy nhiên, người dân vẫn không chấp hành. Sau một ngày ra quân, trong tổng số 68 công trình vi phạm, các lực lượng chức năng ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã dỡ bỏ 45 công trình của 41 hộ dân. Còn lại, 23 công trình của 18 hộ dân tự cam kết sẽ tháo dỡ. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những chia sẻ mà khán giả cả nước đã gửi về cho chúng tôi qua đường dây nóng 0904-881414 và email gocnhinhangia@vtc.vn. Thưa quý vị, mới đây qua đường dây nóng 0904-881414, chúng tôi đã nhận được phản ánh của nhiều hộ dân sống tại tuyến đường Nguyễn Đình Thi và Tô Hiến Thành tại phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Phản ánh,
hóa đơn tiền điện tháng 4 của gia đình họ tăng vọt so với tháng trước. Người dân cho rằng đồng hồ điện chạy không chính xác nên cử 26 hộ dân làm đại diện cho các hộ dân trên tuyến đường Nguyễn Đình Thi và Tô Hiến Thành làm đơn phản ánh đến ngành điện và các cơ quan chức năng. Khán giả từ số điện thoại 0123, bắt số cuối là 892 phản ánh. Đường 265 dẫn vào trường mầm non Tuổi Ngọc và trường tiểu học Hiệp Phú ở khu phố 4, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh bị chiếm dụng làm chợ, bãi giữ xe, khiến cho việc đi lại của người dân và các em học sinh rất khó khăn. Người dân đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng cả năm nay không ai giải quyết. Tiếp theo là phản ánh của khán giả từ số điện thoại 092, bắt số cuối là 887. Theo khán giả này, thì thời gian gần đây, các cơ sở mua bán ve chai ở dọc quốc lộ 80 thuộc hai ấp Vĩnh Thành và Vĩnh Quy, thuộc xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, thường đem lông vịt ra quốc lộ này phơi để gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Lông vịt ướt có mùi hăng rất khó chịu, còn lông vịt khô thì bay tứ tung vào nhà người dân, bám cả vào thức ăn, khiến cho người dân phải đóng cửa suốt ngày. Khán giả này kiến nghị chính quyền địa phương cần có những biện pháp xử lý tình trạng trên để đảm bảo môi trường an toàn cho người dân tại nơi này. Thưa quý vị, còn bây giờ như thường lệ phần cuối chương trình, mời quý vị cùng điểm lại các clip tiêu biểu đã phát trong chương trình ngày hôm nay. Vào chiều ngày 10 tháng 5, một cơn mưa lớn kéo dài khoảng 1 giờ đồng hồ đã khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố Thanh Hóa bị ngập nặng, hàng loạt xe bị chết máy trên nhiều tuyến đường, một số cột điện cùng nhiều cây xanh cũng đã bị gió quật ngã. Phản ánh của khán giả Ban An Sơn có địa chỉ tại thôn 5 xã Thiệu Khánh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Cầu vượt thép tại nút giao thông Cộng hòa Hoàng Hoa Thám, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang trong giai đoạn xây dựng. Điều này gây ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng tại khu vực này. Mặt đường bị thu hẹp để thi công, trong khi lưu lượng phương tiện rất lớn khiến tình hình giao thông tại đây luôn trong tình trạng quá tải. Phản ánh của khán giả Phạm Trương Khởi ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 10 năm qua, những người dân khi lưu thông qua cây cầu Suối Dầu thuộc địa phận xã Suối Cát, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa luôn phải đối mặt với nguy hiểm trực chờ bởi cây cầu này không có lan can. Nguy hiểm nhất là ở đầu cầu lại là đoạn cua ngoằn, khiến các loại xe hai bánh khi đánh cua để chạy lên cầu thường bị mất lái. Bánh xe chạy sát mép cầu rất nguy hiểm, nhất là vào ban đêm. Phản ánh của khán giả Vũ Văn Hội ở phường Vĩnh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bến xe khách liên tỉnh phía nam thành phố Đà Nẵng nằm bên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, được khánh thành đưa vào hoạt động ngày 24 tháng 9 năm 2012 với tổng kinh phí hơn 135 tỷ đồng. Tuy nhiên, cho đến nay, bến xe này gần như đã bị bỏ hoang bởi không có hoạt động vận tải nào diễn ra tại đây. Dù chủ đầu tư đã nỗ lực và dùng nhiều biện pháp nhưng vẫn không tiếp nhận được chiếc xe nào vào bến. Phản ánh của khán giả Lê Đình Cường ở huyện Hòa Phước, thành phố Đà Nẵng. Thời gian gần đây, muỗi xuất hiện dày đặc ở nhiều khu dân cư ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do lục bình đang phát triển dày đặc tại hàng chục tuyến kênh rạch. Lục bình khiến dòng nước ứ đọng, tạo môi trường thuận lợi cho muỗi sinh sản. Phản ánh của khán giả Nguyễn Thị Thu Uyên ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Vào sáng ngày 10 tháng 5, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức cưỡng chế phá dỡ các công trình, nhà cửa xây dựng vi phạm quy hoạch, sai mục đích sử dụng đất của 57 hộ dân với 68 công trình ở các thôn Trường Sơn và thôn Tân Phong, xã Kỳ Thịnh. Phản ánh của khán giả Trần Mạnh Hải từ số điện thoại 0979, 3 số cuối là 687. Quý vị, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin khép lại tại đây. Nếu có thông tin, hình ảnh, clip đáng chú ý, quý vị khán giả hãy gửi ngay về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Góc nhìn khán giả, kênh VTC14, đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại địa chỉ số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội, hay email đến địa chỉ gocnhinkhangia@vtc.vn, hoặc quý khán giả cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng 0904881414. Khi gửi hình ảnh, clip chia sẻ về cho chương trình, quý vị khán giả hãy ghi thật rõ tên họ thật cùng địa chỉ, số điện thoại để ban biên tập tiện liên lạc sau khi phát sóng clip trong chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.